Thưa quý vị, những ngày qua, một số cư dân tại dự án chung cư nhà ở xã hội khu đô thị xanh Bầu Tràm Lakeside, tên thương mại là Liori Garden, thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phản ánh việc căn hộ có hiện tượng là nứt tường, thấm nước. Vậy thực tế tình trạng này như thế nào? Tìm hiểu của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Căn hộ này nằm trong tòa nhà CT02. Theo chủ căn hộ, mỗi khi có mưa lớn thì nước thấm chảy theo khe cửa sổ vào nhà. Chị đã báo với ban quản lý tòa nhà đến kiểm tra khảo sát và đề nghị sớm được khắc phục. Ý là căn hộ của em thì không bị thấm tường, nhưng mà căn hộ của em là bị nước nó chảy từ cái đằng khe này chị nè. Dạ, nó vào. Nhưng mà lúc bình thường mà em mở cửa hé thì nó không bị đâu, mà khi em khép kỹ lại á thì nước nó chảy vào, thì em nghĩ là do keo nó không trắng kỹ chỗ này thôi. Thì em cũng đã báo với ban quản lý á, thì hạn cuối tuần này xử lý cho em. Tương tự, căn hộ của chị Trần Thị Thanh Thúy nằm trong tòa nhà CT2 cũng bị thấm nước theo khe cửa sổ vào nhà khi có mưa to kéo dài. Chị cũng đã báo lên ban quản lý tòa nhà đề nghị khắc phục. Ý là căn hộ của em thì bị thấm góc cửa sổ phòng bếp với lên là cửa sổ phòng ngủ nhỏ ở góc này với cả góc bên này nữa, hai góc ở dưới. Thì anh kỹ thuật cũng có nói với em là khả năng là do bị thấm gió hở keo cửa sổ, keo dán cửa sổ. Còn trực tiếp khi nào lên xử lý thì anh cũng bảo là phải chơi cho thời tiết nắng ráo từ 3 tới 5 ngày. Xong rồi anh sẽ cử người lên để hỗ trợ dán lại keo cho em. Khác với hai căn hộ trên, anh Mai Xuân Trinh cho biết căn hộ của anh không bị thấm nhưng có xuất hiện các vết nứt ở cạnh cửa sổ và tường nhà. Cái vết nứt này nó cũng mới đây, cũng do vôi thôi. Vôi hoặc là cái tường mới nó cái độ giãn nở thôi. Trong cái giai đoạn bảo hành thì tôi cũng đã báo ban quản lý ở đây, ban vận hành ở đây. Người ta cũng lên khảo sát và người ta cũng có hướng khắc phục. Lý giải về các sự cố thấm nứt, lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cho biết, chủ đầu tư đã xác định nguyên nhân và đang phối hợp với nhà thầu để khắc phục. Qua cái thời gian bị dính mưa cái hôm vừa rồi là mưa rất là lớn tại Đà Nẵng, là mưa kéo dài khoảng 2 ngày. Thì là tôi đã nhận được cái thông tin là có một số căn hộ là bị thấm qua cái vết cửa sổ, là khoảng 70 căn hộ trên tổng số dự án chúng tôi là có 1.549 căn hộ là thấm qua cửa sổ. Và qua chúng tôi đi khảo sát tìm hiểu nguyên nhân thì là do một số các vị trí đường keo trước cửa sổ là bị sót hoặc là bị bung, nên là các vị trí nhỏ nên là bị thấm qua vào trong căn hộ. Thì giải pháp của chúng tôi là cái này là thời tiết khô lại bức tường, là chúng tôi sẽ tiến hành cho bơm lại cái keo đấy, là bịt lại cái vị trí đấy. Với thời tiết thuận lợi như này thì chúng tôi đã hẹn được khoảng 7% cư dân là từ ngày 28 vừa rồi là đến hết ngày chủ nhật này là cũng tương đối các hộ dân là báo lịch là có ở nhà và chúng tôi đã triển khai. Cũng theo chủ đầu tư, ngoài các căn hộ bị thấm, hiện có hơn 10 căn hộ xuất hiện vết rạn nứt nhỏ. Công ty đang khảo sát để xử lý. Riêng tình trạng gạch ốp tường ở một số vị trí trước cầu thang máy bị bong rời vỡ đã khắc phục xong. Giai đoạn 1 dự án nhà ở xã hội, khu đô thị xanh Bầu Tràm Lakeside gồm 4 khối nhà, 1.275 căn diện nhà ở xã hội, 274 căn hộ thương mại đã bàn giao cho người dân vào quý 2 năm nay. Hiện công trình vẫn đang trong quá trình bảo hành, nên mọi sự cố liên quan đến chất lượng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa.